Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn về nghiệp vụ pháp luật, nghiệp vụ phòng chống ma túy và tội phạm bằng hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng. Thời gian qua, tình hình hoạt động các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các nước trong khu vực và các nước có chung đường biên giới với Việt Nam diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển cất giấu lâm khoáng sản trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Xuất phát từ thực tế đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tập trung hệ thống lại và cập nhật mới những nội dung về nghiệp vụ pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính, trong điều tra vụ án hình sự, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm nghiệp vụ đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. Thời gian qua, lực lượng chuyên trách của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chủ trì và phối hợp xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ 16 đối tượng, tang vật, thu được 36 bánh heroin, trên 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 2 tạ pháo và nhiều tang vật có liên quan khác.